Nhiều ngày qua, tình trạng sạt lở tại bờ sông Đà thuộc địa bàn khu 13-14, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ngày một nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân đang sinh sống ở nơi đây. Người dân xã Dân Quyền cho biết, gần một tháng trở lại đây tại khu 13 và 14 thuộc xã đã diễn ra tình trạng sạt lở bờ sông và ngày càng nghiêm trọng, khiến cho hàng chục hecta đất bãi, rau màu của người dân bị cuốn trôi. Nguy hiểm hơn, sạt lở đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm mét đê bối và uy hiếp tính mạng tài sản của nhiều hộ dân sinh sống ven bờ sông Đà. Năm 2023 là trên tỉnh, huyện, xã về cả một đoạn. Còn đoạn dưới này là không kè nữa thì bây giờ lại tiếp tục sạt để các anh thực tế đây. Càng nước lên to lại càng sạt nhiều. Nói chung là ảnh hưởng rất đến người dân tại vì mất cái đất canh tác của người dân. Chúng tôi cũng rất mong muốn các cấp có thẩm quyền, các cấp lãnh đạo cấp trên là nhanh chóng làm sao để kè khẩn cấp để đảm bảo cái an sinh xã hội cho bà con nhân dân, nhất là đối với trên 150 hộ dân trực tiếp sinh sống ở giáp với bờ sông Đà và giáp đường đê bối. Theo Ủy ban Nhân dân xã Dân Quyền, nguyên nhân của tình trạng sạt lở trên là do phía bờ đông nam sông Đà thuộc thành phố Hà Nội đã được kè gia cố, dòng chảy chuyển hướng sang bờ tây bắc thuộc xã Dân Quyền. Mặt khác, do lượng mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về gây tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Chúng tôi đã triển khai cho cắm biển báo, căng dây cấm người và súc vật đến gần khu vực nguy hiểm. Đồng thời, chúng tôi đã có báo cáo lên Ủy ban huyện về tình hình sạt lở khu vực khu 13, 14 và cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền là nhanh triển khai cái kè khẩn cấp để cho đảm bảo cái đời sống sinh hoạt cũng như là đảm bảo về an toàn tài sản cho nhân dân. Tình trạng sạt lở bờ sông Đà đã diễn ra từ lâu, không chỉ uy hiếp đến tính mạng tài sản của nhiều hộ dân sống ven bờ mà còn ảnh hưởng đến trụ cầu Trung Hà đang được sửa chữa. Người dân ở đây mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như đảm bảo về tài sản và công trình cầu Trung Hà trước mùa mưa bão.